4. Vũ khí chiến đấu chính của Đô Ma là quạt. Có khả năng lớn loại này được làm từ chính da thịt của ảnh như mấy con quỷ khác. Cầm quạt cho ảnh cảm giác khá thư sinh, cũng dễ dàng hành nghề mê tín dị đoan. Nhưng cái quạt này rõ ràng không bình thường, nó rất sắc bén phù hợp cho chiến đấu. Nó có thể chém như kiếm, cũng có thể tạo ra làn gió cực mạnh. Về độ bền thì ôi thôi chua choa, không cần phải nói. Nó dư sức đỡ nhiều nhát kiếm và chịu nhiều đòn tấn công mà không sức mẻ gì cả. Những kỹ năng của Đô Ma đều xoay quanh tuyết, hoa sen, tiên nữ và tôn giáo. Với tư cách là một giáo chủ thì điều đó khá dễ hiểu. Nhưng căn bản anh ta là một người không tin vào tôn giáo, có vẻ như anh chuyên dùng để khè lừa mấy thằng dân mà thôi.